Vâng, hello chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và trong video mới này, em lại tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc của dì ghẻ Trang Thái bạo hành Văn An. Thì trong video ngày hôm qua em đã chia sẻ về việc là Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được toàn bộ hồ sơ của vụ việc là cháu Văn An chuyển từ bên cơ quan chức năng, cơ quan điều tra sang bên tòa án. Thì bây giờ chúng ta đang đợi là truy tố ra tòa, thay đổi tội danh hay là trả hồ sơ. Thì hiện nay thì chắc chắn sẽ có ba cái nội dung mới mà em muốn cập nhật trong video ngày hôm nay. Thì nhiều quý vị khán giả có lo lắng rằng gia đình Thái rất nhiều tiền, đã chạy án rồi, nên là vụ việc này đã chìm xuống rồi, nên là Thái chỉ bị tù 8 năm thôi. Thì đấy là không phải quý vị ơi. Em muốn nói với tất cả mọi người rằng là mỗi một cái cơ quan, ví dụ như là tòa án hay là viện kiểm sát, cơ quan chức năng, thì họ mỗi một cái bên đó họ đều có cái trách nhiệm rất là cao và đều phải làm đúng cái quy trình, đúng thời gian. Thì từ cái ngày mà bên viện kiểm sát nhận được hồ sơ, có nghĩa là đã trải qua quá trình là gần 2 tháng trời rồi, thì em đánh giá đây là một cái vụ việc mà rất là nghiêm trọng, có thể nó đặc biệt nghiêm trọng, thì mới xảy ra một cái thời gian phải gọi là lâu như vậy. Thì em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là lâu như vậy thì chúng ta đánh giá được là cái mức độ nghiêm trọng của vụ án, chứ không phải lâu là để cho vụ án này chìm, rồi lâu là vì họ ăn tiền, không có ai dám ăn ở đây. Cơ quan chức năng họ làm đúng, bởi vì sao? Phân viện khoa học hình sự không dám định thương tích được, thì có cơ sở ở đây là không có tất cả những cái hồ sơ bệnh án tại bệnh viện Vinmec, nên là họ không có giám định được, nhưng đã trả hồ sơ ha, trả hồ sơ lại rồi, và bây giờ luật sư tiếp tục kiến nghị lần hai. Thì trong cái thông tin của ngày hôm qua chúng ta đã nhận được rằng là bây giờ sẽ phải đợi 3-4 tháng trời nữa để tiếp tục là nhận được cái thông tin tiếp theo. Thì em sẽ phân tích theo cái hai cái hướng như thế này: nếu như mà tòa mà trả hồ sơ ấy, thì chúng ta sẽ hầu như là khẳng định là chắc chắn 100% là sẽ chuyển đổi tội danh của Thái, và nếu như không trả hồ sơ thì sẽ là một cái tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là thời gian diễn ra vụ án sẽ nhanh hơn. Và phải nói một điều như thế này, là nếu như không trả hồ sơ thì bắt buộc họ phải thay đổi tội danh. Vì sao? Bởi vì cái phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 7 đã hoãn, bởi vì để có chưa có bổ sung được là cái giám định thương tích, nên là đã bỏ lọt tội phạm. Vậy thì hôm nay họ sẽ gọi là truy tố ra tòa, trả hồ sơ cho bên tòa án là để truy tố. Vậy thì nếu họ truy tố thì bắt buộc là phải thay đổi tội danh. Còn nếu không thay đổi tội danh thì có nghĩa là họ đang bỏ lọt tội phạm, đúng không? Nên là bắt buộc bây giờ họ phải nói rằng là trả hồ sơ, thì hầu như là chúng ta sẽ khả năng cao là đấy là những cái bằng chứng vững chắc. Bởi vì luật sư Thơm là phải kiến nghị đến 2 lần cái hồ sơ đó, thì chúng ta phải hiểu được nó nghiêm trọng như thế nào rồi. Nhưng mà trong cái video ngày hôm qua thì bên tòa án cũng nói rằng đang xem xét, phân tích để đưa ra cái ngày mà để xử án. Thì em lại nghiêng về cái phần là sẽ không trả hồ sơ mà sẽ truy tố ra tòa mà thay đổi tội danh ngay. Vì sao? Bởi vì là họ có một cái câu là họ đang xem xét hồ sơ, còn nếu như mà họ không xem xét ấy thì họ sẽ trả ngay hồ sơ rồi. Mà thông tin quý vị có thể thấy rằng là một cái phiên tòa sơ thẩm diễn ra mà phải hoãn bởi vì là không có bổ sung được giám định thương tích, bởi vì họ có cái giám định đó thì mới có cơ sở để chuyển đổi tội danh. Nhưng mà đã 3 tháng trôi qua rồi nhưng mà tội danh vẫn thế, thì chắc chắn là họ cũng sẽ phải có cái thông tin nào đó, cái bằng chứng nào đó được cung cấp từ bên luật sư của chúng ta, hay là có những cái bằng chứng phân tích từ camera. Và em cũng nói với mọi người là có khả năng cao nếu như mà gọi là không trả hồ sơ thì sẽ dựng lại hiện trường, bởi vì đó sẽ là có một cái cơ sở nào đó để chuyển đổi tội danh. Mà nhiều người cứ hỏi là bây giờ Văn An đã qua đời rồi, xác đã hỏa thiêu rồi, vậy thì lấy cái cơ sở ở đâu, bằng chứng ở đâu để mà giám định? Thì trước lúc qua đời quý vị còn nhớ không, đã gọi là khám nghiệm tử thi, giám định, ở đây là giám định thương tích, đúng không? Và có giám định 2 lần, một lần là giám định về cái nguyên nhân ra đi, thứ hai là một cái giám định bổ sung ngày 20 tháng 1 ấy, là nguyên nhân chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương và có yếu tố cộng dồn từ 5 đến 25 ngày. Thì đó lại là một cái bằng chứng mà có lợi cho chúng ta nữa, có nghĩa là bên phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả là nguyên nhân chết là có yếu tố cộng dồn rồi, nhưng mà chưa xác định được là bao nhiêu phần trăm thôi. Bởi vì luật sư Thơm cũng đã nói rằng là tất cả những cái bằng chứng ấy mà cho thấy ấy, là Thái là người cùng tra tấn Văn An, Thái là người gọi là giành được cái quyền nuôi con nhưng mà lại không nuôi nấng con mà lại để con cho người tình sát hại, và Thái cũng đã thấy trong camera là thấy ở đây là có thể ngăn cản, bởi vì cái sự việc xảy ra vào 2 tháng 12. Nếu như mà ngày đó mà Thái không biết ý, thì chúng ta lại còn nói là một chuyện, nhưng mà Thái đã xem qua camera và đã gọi điện thoại nhưng mà lại không ngăn cản mà lại cúp máy đi, có nghĩa là bỏ cái tính mạng đó đưa cho con dì ghẻ này. Thì đây là một cái khả năng là gọi là đồng phạm, thì hầu như đã có bằng chứng.
Nhưng mà cơ quan chức năng thì vẫn yêu cầu thêm là chưa đủ căn cứ. Em cũng nói với tất cả mọi người rằng là hiện tại vụ việc của dì ghẻ này em đã cập nhật hơn một năm nay, và rất nhiều người đã theo dõi kênh của em, bởi vì là hiện tại có hàng trăm ngàn người á, thì đã nói là theo dõi cái vụ việc này hơn một năm trời rồi, và cũng nói với em rằng là đừng có bỏ cuộc và đi theo cái vụ của dì ghẻ này, cũng như là đòi lại công bằng cho Vân An, bởi vì là bây giờ thì mọi người đã bỏ cuộc hết rồi. Em cũng chia sẻ với tất cả mọi người là đã có 95% là khán giả đã bỏ cuộc bởi vì là không theo dõi cái vụ việc này nữa. Thì từ cái lúc mà em chia sẻ với tất cả mọi người á, về cái phiên tòa diễn ra ngày 21 tháng 7 á, thì nhiều người cảm thấy rất là lo lắng là không biết có thay đổi tội danh của Thái được hay không. Một cái người tàn ác như Thái á, tại sao mà lại không có bị cái tội đồng phạm hay là tội giết người, mà chỉ bị cái tội ở đây chỉ là 8 năm trời thôi ha. Nên là đây là một cái việc mà mọi người đang rất là lo lắng. Rồi tiếp theo đến cái ngày hôm qua lại có thông tin là bên tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hồ sơ rồi mà lại không có cơ sở để thay đổi tội danh, mà vẫn truy tố về hai tội danh cũ. Nó làm cho chúng ta rất là bức xúc, và nhiều người lại cảm thấy rằng là tại sao lại vụ việc nó lại lâu dài như vậy, nên là nhiều người đã bỏ cuộc. Thì em cũng có nói với tất cả mọi người rằng là hiện nay cơ quan chức năng họ làm ở đây đều là theo đúng cái quy định, đúng luật, chứ không thể nào mà họ dám gọi là kéo dài vụ án đâu. Kéo dài vụ án là phải có nguyên nhân, và cái kéo dài vụ án ấy thì nó phải ở cái khung hình nào, cái mức nào. Ví dụ như một cái vụ án mà ít nghiêm trọng thì không thể nào mà họ kéo dài một năm được, quý vị hiểu không ạ? Một vụ án ít nghiêm trọng thì không thể nào kéo dài một năm, đúng không? Một cái vụ án nó phải đặc biệt nghiêm trọng hay là rất nghiêm trọng thì họ mới có quyền kéo dài, chứ đâu phải quý vị các bạn nghĩ là họ thích xử lâu nào xử, không có đâu. Bởi vì bây giờ là sao, bằng chứng chúng ta vẫn đang là bỏ là tội phạm bởi vì chưa giám định thương tích được. Còn nếu như mà tòa mà truy tố ấy, đúng không, tòa truy tố ấy, mà không có giám định thương tích họ vẫn truy tố thì có nghĩa là họ đang bỏ là tội phạm, đúng không? Thì chắc chắn là cơ quan chức năng họ sẽ phải làm rất là kỹ. Đây là một vụ án điểm, và trong cái thông tin của ngày hôm qua thì rất nhiều quý vị khán giả đã nói với em rằng là sẽ bỏ cuộc bởi vì một vụ việc này là rất bức xúc trong vòng một năm qua, mà bây giờ theo dõi mà cũng không có cái thông tin nào mới cả. Trong vòng 3 tháng kể từ phiên tòa sơ thẩm diễn ra thì bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn ở cái mức đó, và Thái thì cũng thoát tội rồi, gia đình chạy án rồi. Em nói với tất cả mọi người là em cũng rất là buồn. Em theo dõi vụ án này từ đầu đến giờ, từ cái ngày Văn An ra đi đến ngày hôm nay, thì em cũng chỉ mong sao mà cái mức án cao nhất đến với Thái và Trang ở cái mức tử hình và chung thân thì nó mới phù hợp với cái tính chất vụ án. Còn lại tử hình thì chúng ta rất ai cũng muốn rồi, ai cũng nói với em rằng là phải tử hình hai cặp đôi này, đúng không? Nhưng mà làm gì được, bởi vì bây giờ đã có cơ sở đâu. Thì khi mà họ muốn kết tội một ai, họ bắt buộc phải có bằng chứng. Camera là một cái gọi là vật chứng, bằng chứng mà rất là chắc chắn, bởi vì trong cái dữ liệu camera đó đã thể hiện được cái hành động đê hèn của bọn chúng là bắt Vân An chui vào trong chuồng chó đấy, rồi là tiếp tục là bắt giơ tay lên đánh chói rồi các kiểu. Thì cái đó thì chắc chắn là cái bằng chứng không thể nào thoát được rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ cơ sở, thì cái đấy là vẫn là do quyền của bên bên viện kiểm sát rồi quý vị ha. Cũng như là nhiều người nói rằng là hiện tại nếu như mà không giám định được thì sẽ như thế nào. Vì không giám định được thì có nghĩa là tất cả sẽ quyền lợi sẽ thuộc về tòa án thôi, bởi vì tòa họ bên viện kiểm sát họ phải truy tố chứ, đúng không? Tòa họ sẽ truy tố căn cứ vào những cái điều luật, căn cứ vào những cái bằng chứng của luật sư chúng ta, thì sẽ có cái việc là truy tố tội danh của Thái. Chứ em nghĩ rằng là khi một phiên tòa được diễn ra mà phải dừng bởi vì là chưa có bằng chứng để bổ sung về cái việc là giám định thương tích, mà phải có cái đó thì mới thay đổi tội danh được, thì không có cái lý do gì mà bây giờ phòng cảnh sát hình sự đã giám định được rồi một lần rồi mà bây giờ lại không cho giám định mà đại xử ngay mà không có thay đổi tội danh, thì em nghĩ là sẽ không ai phục hết, đúng không? Nhưng mà bắt buộc là vụ này là phải xử gọi là đến nơi đến chốn, mà phải gọi là cái tội đến đâu là phải xử đến đấy, đúng không mọi người? Nên là em cũng nói với tất cả mọi người rằng là vụ việc này thì mọi người cứ yên tâm, em cũng sẽ theo dõi đến cùng. Chắc chắn là sẽ không ai gọi là sẽ không ai mà muốn cái vụ việc là Thái chỉ bị cái mức án là chỉ có tầm 8 năm đâu, ai cũng muốn là phải chung thân hoặc tử hình, mà bắt buộc là phải đồng phạm hay là chủ mưu cơ thì nó mới thể hiện cái bản chất. Nên em cũng nói với mọi người rằng là em hiện tại cũng đang rất là nóng lòng, muốn rằng là vụ án này sẽ xử thật nhanh. Em muốn là tòa sẽ không trả hồ sơ mà thay đổi tội danh luôn. Đó, bởi vì có đủ căn cứ rồi. Thì bởi vì có đủ căn cứ rồi, xét thấy là cung cấp thêm cái bên phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh là đã giám định đó để có cơ sở thay đổi tội danh, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Dù là ở cái mức chung thân hay là bao nhiêu năm chúng ta cũng cảm thấy hài lòng, chứ 8 năm là không được, bởi vì 8 năm là ít quá. Ha, nên em cũng mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ kênh của em ấy thì sẽ bình luận ở bên dưới video này để thể hiện cái tình yêu thương, thể hiện cái sự bức xúc. Còn gia đình thì hiện tại không lên án cái vấn đề này thì em cũng cảm thấy là rất là buồn, bởi vì gia đình không có yêu thương gì Văn An hết ha. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người rồi là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường này và sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn là em cũng sẽ theo dõi đến cùng của vụ việc này, không bao giờ có chuyện là chúng ta bỏ dở giữa rừng đâu. Khi nào tòa xử ở đâu, ngày nào xét xử thì em sẽ cập nhật liên tục. Tòa xử ở đâu em sẽ đến đó trực tiếp để quay cho tất cả mọi người xem. Những ai ở xa không đến được thì em sẽ đến quý vị nhá. Quý vị khán giả cũng đừng quên mua sản phẩm bò khô bò sợi ủng hộ em nhé.
để em có thêm kinh phí, động lực cho thêm nhiều clip mới. Video này em xin phép rất là dừng ở đây. Chào mọi người nha. Chào mọi người.